Rồi, xin chào tất cả bọn em. Rồi, trưa hôm nay của sàn thì giao lưu combo hai cây của em, hai cây. Một cây hai châu và một cây sâm trái của em. Một cây hai châu và một cây sâm trái nha. Hai cây này khá đẹp. Giá là rất hữu nghị với em. Hai cây này là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 200k bao ship cho hai cây. Một cái cây hai châu rất đẹp này. Anh em xem cái cây rất đẹp này. Một cây hai châu, cái dáng hình thú, dòng lá nhỏ đẹp luôn. Cây này thì nó rất là dài nha, khả năng nó sẽ cho hoa trái mùa này luôn của anh em. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó dòng khai thác, của anh em lưu ý nha. Cây cầm tay nha của anh em, cây cầm tay. Anh em xem này, rất là đẹp nha của anh em. Thì cái hoành của nó thì nó to hơn cái này của em, to hơn cái này. Cái hoành này nó cũng khá là ok nha, to hơn cái này. Và chiều cao từ mặt chậu nó lên thông 18 nha. Cây dòng lá cũng rất đẹp. Đẹp chưa? Rồi, cây này là cây hai châu nha. Rồi, cây này có một cây sâm núi trái của em, cây sâm núi trái. Hiện tại còn trái vẫn còn đang coi nha. Trái vẫn còn đang coi. Cây sâm núi trái. Cây này nữa bằng tre. Combo hai cây nha anh em, hai cây. Cây sâm núi này thì chiều cao nó này nó tầm khoảng 25 30 của anh em, phủ tán thì tầm khoảng 40 nha. Cây này lớn của anh em, cây này lớn. Cây đang phát triển rất tốt và cũng đang cho những cái tụt non. Và trái thì hiện tại vẫn còn đang cây nha anh em, một cây sâm núi trái này. Vẫn còn trái đang cây nha. Rồi, mua sang thì combo của anh em hai cây như thế này, giá là 1 triệu 2 nha, 1 triệu 2. Của anh em hợp ý thì alo mua sang thì nha, 1 triệu 200k bao ship cho hai cây, cả cây và chậu.